Chiều ngày 28 tháng 11 tại thị xã Kiến Tường, cụm thảo luận số 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Long An gồm các tổ đại biểu đơn vị huyện Thành Quá, Tân Thành, Mộc Quá, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến các nội dung kỳ họp thứ 8, kỳ họp lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10. Trưởng ban nội chính tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, cụm trưởng cụm thảo luận số 4, Nguyễn Thành Dẫn chủ trì buổi thảo luận có trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Lê Thị Song An đến dự. Tại buổi thảo luận, các đại biểu đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế, vì tình trạng này gây ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và vận động bảo hiểm y tế toàn dân. Về nông nghiệp, đại biểu đề nghị cần có giải pháp cụ thể trong phát triển nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, bình ổn giá vật tư nông nghiệp, giá nông sản, cần có giải pháp căn cơ để phát triển kinh tế tập thể. Đại biểu cũng đề nghị cơ quan tâm đầu tư khai tầng giao thông nhất là quốc lộ 62 hiện đang quá tải và xuống cấp. Về an ninh trật tự, đại biểu cho rằng tình hình tội phạm, nhất là tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng cần tăng cường kiểm soát. Trưởng ban nội chính tỉnh quỹ, trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh, Cụm trưởng Cụm thảo luận số 4 Nguyễn Thành Dũng cho rằng các báo cáo từ trình dự thảo nghị quyết trên kỳ họp lần này đều cấp thiết và có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội cũng như đời sống của nhân dân. Do các đại biểu thảo luận đóng góp sát với thực tế sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ dựng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.